Ba ngủ dậy trễ là phải kêu ba dậy. Nhờ một chút cũng không xong nữa. Tại con thấy ba cũng sai quá. Sai cái con khỉ. Đồ vô dụng. Cứ ba đi. Mua chưa? Dạ con mới chọn được. Tránh ra. Người mất lịch sự. Không cảm ơn được tiếng nữa. Lấy tiền của ông mua quà mình cũng đáng. Liễu, chờ tôi có lâu không? Tôi xin lỗi nha. Nếu mà thật sự bận á, ông không cần đến cũng được. Thôi xin phép, tôi đi trước. Không, không, Liễu, khoan đi đã. Sở dĩ mà tôi tới trễ đó là tại vì tôi bận lựa quà cho bà nè. Ông mua quà cho tôi à? Ờ. Sao lại mua quà cho tôi? Vì tôi thấy ngày nào bà cũng tặng tôi quà, cho nên tôi nghĩ là mình phải mua tặng lại cho bà. Tôi đâu có tặng quà gì cho ông đâu. Lần nào gặp á, bà cũng cho tôi một giỏ hạnh phúc. Thử hỏi trên đời này á, có cái gì mà lớn lao hơn cái điều đó hả Liễu? Đúng là muốn giận ông mà giận cũng không được nữa. Thôi giờ uống nước nha, tôi đi kêu nước. Bà cứ từ từ mở ra coi. Sao lại tặng cái này chứ? Mà nhìn cũng đẹp thiệt đó. Kêu nước rồi. Sao? Bà thấy quà của tôi chọn thế nào? Tôi thích lắm. Size ông chọn cho tôi á, chắc là vừa rồi. Size à? Vậy chắc là áo rồi. Chà, tôi nghĩ nếu mà cái này mà bà mặc vào rồi cho tôi xem thì hết sức là tuyệt trần. Tôi cứ mong là được một lần nhìn thấy Liễu mặc nó, chỉ một lần thôi. Ông muốn được nhìn thấy tôi mặc nó một lần à? Đúng vậy. Tôi ước ao chỉ được một lần nhìn thấy, được chiêm ngưỡng bà mặc nó. Ông muốn được nhìn thấy tôi mặc áo lót này một lần sao? Ông đãi tú tù. Ông đổ tú tài. Thì ra nó là áo lót. Tôi lộn không hả ông? Liệu không. Có cái sự nhầm lẫn gì? Ông đúng là biết ai mà. Không mà. Liễu, chờ tôi với Liễu. Sao ông không nói là nhờ người khác mua giùm chứ? Tôi xin lỗi bà, tại vì tôi muốn có tạo cái sự bất ngờ cho bà. Thật ra lần mà ông làm event cho tôi đó, tôi không thích một chút nào hết. Thứ mà một người phụ nữ cần không phải là những món quà đắt giá hay là những bữa tiệc hoành tráng sang trọng. Nhiều khi ông chỉ cần tặng cho tôi những con hạt giấy cũng khiến cho tôi xúc động đến gấp trăm gấp ngàn lần đó. Hạt giấy? Đó chỉ là ví dụ thôi mà. Biết sao mà tự nhiên những cái bí mật của tôi mà bà biết hết trơn vậy? Hả? Ông lại có bất ngờ cho tôi nữa à? Thật ra mỗi lần mà nhớ đến Liễu á, tôi hay ngồi ở trong phòng xếp hạt giấy cho bà. Hả? Hạt giấy? Thiệt à? Chứ sao? Bởi vì mỗi con hạt á, nó là cái tình cảm của tôi dành cho bà, cho nên chúng nó có ký hiệu riêng của nó. Tài ơi là Tài, mày lại định chuốc khổ vào thân nữa đó hả? Vậy ra từ trước đến giờ Ông gấp hạt cho tôi sao? Nói với bà là không phải đi. Phải. Tài ơi, lỡ bà nói mày gấp được bao nhiêu con thì sao? Ông gấp được bao nhiêu con rồi? Thì cũng nói không sai mà. Đừng nói láo nữa. 5.000 con. Tài ơi, mày điên rồi. Một con hạt giấy mà mày còn gấp không được huống gì 5.000 con. 5.000 con lận à? Ôi trời,
vậy mà tôi cứ tưởng là 1.000 con thôi chứ. Tôi dự định là gấp cho bà tới 10.000 con lận. Tài ơi là tài, giao trước mặt bà ấy, mày lại điên khùng như vậy. Lần trước lái xe đường tới suốt 4 tiếng, về nhà rồi rống như bò khàn cả tiếng, vẫn chưa chừa hả? Thôi, đừng gấp đến 10.000 con, ông sẽ mệt lắm đó. Vậy khi nào ông gấp xong? Chỉ cần bà vui thì thời gian không thành vấn đề. Chỉ cần tuần tới thôi tôi sẽ gấp xong cho bà. Chờ tôi nghe. À, ký hiệu. Ông có nói đến ký hiệu. Ký hiệu gì vậy? À, bí mật. Đến lúc đó thì bà sẽ cảm thấy hết sức là surprise. Mày lại để cái miệng hại cái thân rồi. Sao mày nói mà không suy nghĩ gì hết vậy? Làm ơn ngậm ngay cái miệng mày lại đi. Hai cánh trời ơi trời, hạt cái kiểu gì mà gấp một con nửa tiếng đồng hồ. Chết chà, có ba vụ ký hiệu này mới ghê. Còn đơn giản thôi, trái tim tình yêu. Trời ơi, nổ chi mà bây giờ tự nhiên mang cái vả vào thân luôn. Cũng tại mày thôi. Một đêm mà được 14 con. Ba ơi, ba. Ba. Trời ơi, bây giờ mà ba còn ngủ nữa hả? Ba, ba. Có chuyện gì vậy con? Ủa, ba không thay đồ đi làm hả? Con nghe ba nói là bữa nay ba có cuộc họp quan trọng ở công ty mà. Thôi khỏi họp, chiều họp cho ba ngủ chút đi con. Thì ba ngủ xíu đi nha. Hả? Trời ơi, dày bận cho tôi đứt cân máu, tôi chết quá. Trời ơi. Ba bị sao vậy? Tại sao mình vô mày không gõ cửa? Con vô được chưa ba? Dạ, con gõ cửa rồi đó. Ba lại thế nha, ma lại con luôn á. Cái gì vậy ba? Mày vô đây chi? Con muốn đưa báo cho ba thôi mà. Để đi. Dạ. Ủa, ba đang làm gì vậy? Thôi trời, ba nhiều chuyện quá. Rễ quý, phần thưởng dành cho con. Chuyện này của ba sao ba bắt con làm? Con không làm rồi ai làm? Có chiều hôm qua đó con kêu ba dậy sớm đi, ba dậy đúng giờ đi thì đâu có xảy ra cái tình trạng vậy. Mình là đàn ông mà, mình gây ra thì mình phải chịu trách nhiệm của nó. Thì biết là như vậy, nhưng mà một mình con sao gấp hết nguyên đống này nổi ba? Gấp thử rồi hãy nói nhé. Mấy cái này ở ngoài người ta có làm sẵn người ta bán mà sao ba không mua? Ủa có hả? Dạ. Trời ơi, sao giờ con mới nói? Tại ba không hỏi con nên. Ý nhưng mà không được, không được. Ba có ký hiệu riêng của ba. Ba lỡ hứa với người ta là có ký hiệu riêng. Không mấy bây giờ ha, con vẽ một trái tim. À không, một trái tim ba lẻ loi lắm. Vậy hai trái tim mà nó lồng vô nhau ha, con làm đi. Trời ơi, một trái thôi là con muốn chết rồi. Bây giờ ba muốn hai trái tim, làm sao mà con làm nổi ba? Lê Quý, đừng có càm ràm nữa. Nghe ba dặn, cái chuyện này tuyệt đối không được vô để cho vợ con nó phát hiện ra, hiểu chưa?
Nhưng mà chiều nay có cuộc họp mà ba. Thôi họp mỏi họp đi. Bởi vì con họp con đâu có giải quyết được cái gì ha? Ở đây tập trung làm, chỉ làm ở đây thôi nghe chưa. Nhớ đó. Ba, nhưng mà con sao làm nổi. Trời ơi, không sắp nữa, mệt quá. Ủa, con tính đi đâu à? Con xin tuyên bố bỏ cuộc. 3 tiếng con sắp được tới 6 con hạt à. Ủa, vậy là giỏi. 10.000 con sắp tới đời cháu con luôn hả ba? Không, không, ở đời cái gì khó mình làm được với hai con à. Con cứ ngồi con bình tĩnh, con gấp gấp thì nó sẽ thành công. Mấy tiếng đồng hồ con sắp mơ có mấy con thôi. Hai con mắt của con bây giờ không còn cảm giác gì luôn, nó dày luôn rồi ba. Thôi con bỏ cuộc kìa ba, con không làm ở đâu. Ngọc ơi, có thương ba không? Ba lỡ hứa với cô Liễu là tuần sau ba sẽ tặng cho cổ cái số hạt này. Bây giờ con không gấp, lấy gì ba tặng? Nhưng mà 10.000 con lỡ ba thì gấp chừng nào mới xong ba? Thì chính miệng con nói là dục tốc bất đạt. Bây giờ muốn đạt, tại sao không kêu người ta đi người ta gấp phụ? Có đúng không? Kêu người tới gấp phụ nghe con. Chúc con thành công. Ba, ba, em không làm bài tập là chết cho cô đó biết chưa? Alo, anh Khiêm hả? Tôi cần người xếp hạt giấy anh giới thiệu tôi nha. Tôi cần xếp 10.000 con hạt giấy. Mỗi con tôi trả 1.000. Ủa, sao cô chưa đi nữa? Dạ, tôi chào anh em về. Để coi 10.000 con hạt giấy mà mỗi con 1.000 tính ra cũng nhiều lắm á. Để tôi tính thử nha. Dạ, 10 triệu anh. Hả? Dạ, em tổng cộng là 10 triệu. Anh, nếu mà em không có làm giáo viên dạy kèm á, em cũng sẽ trở thành một nghệ nhân gấp hạt giấy á. Hiện tại cô giáo đang ở trọ nhà cô Liễu, cho nên không có tiện làm ở đó. Dạ. Cô giáo cứ ngồi ở đây làm cho nó dễ nha. Dạ. Còn đây là phong bì, trong này có 10 triệu, cô giáo cầm để có động lực mà gấp hạt. Nhớ nha, mỗi con hạt phải có ký hiệu hết. Dạ, em cảm ơn anh. Có gì đâu, cô giáo làm đúng thời hạn giùm tôi là được rồi. Dạ, vậy nha. Anh yên tâm. Dạ, anh yên tâm nha. Trời ơi, con cảm ơn ông trời. Gần nửa tiếng gấp được có 10 con à. Và 10.000 con gấp sao nổi đi trời. Alo, anh Quốc hả? Trước tuần sau là em phải giao hàng rồi đó. Cho nên mọi người cố gắng lên nha, không thôi là em bị phạt á. Mệt quá à. Cầm cái con này thôi thấy tay chân muốn ngủ rồi nè. Biết chừng nào mới được 10.000 con. Cầm cái tờ giấy này lên thì vuông vuông nè, gấp hình tam giác nè. Trời đất ơi, cái tay của tôi á. Mệt quá. Anh nói thiệt luôn, anh càng gấp anh càng bị dính á mi. Kiểu này anh thấy nha, bây giờ mình gấp cho đến chết đi, xong rồi mình đầu thai là mình gấp tiếp cũng không đủ số lượng đâu. Đúng rồi đó mi, đúng rồi đó, anh Quốc nói đúng rồi đó. Hay là bây giờ mình tìm thêm mấy chục người nữa đi, may ra mới gấp đủ 10.000 con mới kịp cái thời gian giao cái con hạt này. Alo, Julian hả? Tôi biết rồi nhưng mà chắc tối nay tụi tôi về trễ á, Julian ơi. Hay nhờ Julian giúp giùm mi. Lỡ Julian làm ở nhà thì cô Liễu phát hiện ra rồi sao? Không sao đâu, anh Julian nghĩ sao, anh Julian gấp quá. Nhưng mà anh ném cô Liễu ra là được rồi. Đúng không, đừng có cho cô Liễu thấy. Alo, alo, anh Julian ơi, anh đang rảnh mà đúng không? Anh có muốn có công việc làm thêm không? Nhàn hạ lắm nhưng mà tiền hơi bị nhiều luôn á. Đúng rồi, Julian. I need a lot of this. Can you try to help me? And I will give you 1,000 each. Wow, 1,000? Yes. But it's going to take us long time. Yes, that's but don't worry. I'll call my friends. They have free time to assist us. Okay. Hey, Nicole, how are you? Yeah. I'm good, thanks. Hey, can you help me? Sure, what do you need help with?
통기학 미게 잡았어? 200마리 됐어요. 나도 접고 싶다. 돈은 벌며 쌀국수 먹으러 갑시다. Oh, thanks so so much. Yes. Nè mọi người, có một số sinh viên người Hàn với lại người Campuchia nữa xếp được gần 3.000 con rồi đó. Cái gì? Ừ. Rồi cậu nói là sẽ tìm thêm người để gấp nữa đó. Nghĩa là mình xấu rồi. Tôi nghĩ là tìm thêm nhiều người nữa mới được. Mà mọi người còn tìm thêm được ai nữa không? Ê, hay là mình nhờ cái cô chủ bán đồ gì đó. Ừ, đúng rồi nhớ ai. Nhờ cổ đi. Con lấy con kiếp cà chua. Ủa cô làm gì vậy? Cô làm ngày Hàn Quốc giới thiệu việc làm cho cô đó. Con có làm không? Có, cho con làm với. À, mình chưa. Sao vậy anh? Chụp rút. Chưa rút hả? Chết chưa? Có sao không vậy? Chưa được. Em mệt quá, không có gấp nổi nữa đâu. Thôi mà, mọi người cố lên. Mình đã nhờ bạn của Julian sắp gấp 6.000 con rồi đó. Bây giờ phần còn lại mình phải gấp không kịp đâu. Đúng rồi đó, mọi người cố lên đi. Tiền công cũng nhận của người ta đủ hết trơn rồi. Bây giờ mà gấp không đủ, không biết phải làm sao luôn á. Thì để tôi gọi cho ba tôi coi thử xem sao. Chắc chắn ba tôi sẽ tìm thêm được người. Gọi liền đi. Tại sao mình lại phải gấp mấy con hàng này nhờ? Ai mà biết. Tự nhiên chủ sửa chỉ đưa sứ chưa làm. Tức muốn lộn ruột luôn. Hưởng ứng chiến dịch gấp hạt giấy. Việt Nam 8 người. Mỹ 3 người. Hàn Quốc 2 người. Campuchia 1 người. Và tập thể công nhân nhà máy Nam Thiên 92 người. Tổng cộng có 109 người tham gia. Dạ thưa ba. Hả? Chuyện gì? À, ba cho con xin thêm tiền chi phí tháng này của nhà ba. Ừ. Cái gì? Tiền nó gửi cả năm mà, xài chưa hết. Mày xin thêm là sao? Dạ thì đúng là ba gửi cả năm, nhưng mà... Xài tầm 7 phải không? Dạ không có ba. Tại tháng vừa rồi tổ chức 100 ngày kỷ niệm của ba với cô Liễu thăm hơn 200 triệu. Trời ơi, cái gì mà dữ vậy? Hơn 200 triệu. Chết ba rồi. Nè, tuyệt đối không có nói chuyện này cho vợ con biết, hiểu chưa? Dạ con biết rồi, con sẽ không nói cho bất kỳ ai trong nhà biết hết. Nhưng mà mình giải quyết sao tháng này ba? Thì bây giờ coi, cắt giảm được cái gì chi phí gia đình thì cắt giảm. Đâu có được ba. Chuyện tổ chức 100 ngày là chuyện của ba. Tự nhiên bây giờ ba bắt cả nhà phải cắt giảm, con thấy không ổn đâu. Trời ơi, tao nhờ mày cái gì mày cũng không được hết. Thôi được rồi, để tao tuôn tính. Tâm Ý ơi. Tâm Ý. Dạ. Dạ, ông cởi con. Giờ con lên con mời tất cả mọi người trong nhà xuống đây. Ông có chuyện muốn nói. Tất cả mọi người đầy đủ chưa? Có chuyện gì hả ba? Có chuyện gì vậy ông? Gì không? Dạ đầy đủ hết rồi ba. Chỉ còn thiếu cậu ba thôi, cậu ba đi trực rồi. Có gì báo cho nó sao? Dạ. Mà có chuyện gì hả ba? Hôm nay ba họp tất cả mọi người trong gia đình lại để mà tuyên bố một cái chuyện hết sức là quan trọng. Vừa qua thì tình hình tài chính của công ty nó có khó khăn con. Cho nên chính vì vậy á, bây giờ những cái chi tiêu trong gia đình mình á, là mình phải giảm, phải tiết kiệm lại các con à. Đỗ Tú Tài ơi, mọi chuyện là do mày. Cũng chỉ vì cái sự kiện 100 ngày đó. Tình hình công ty khó khăn dữ vậy hả ba? Đúng vậy. Cho nên ba kêu gọi mọi người trong gia đình mình sẽ thực hiện chiến dịch đây. Thắt lưng buộc bụng.
Vậy mình có bị đuổi việc không chị? Chiến dịch thắt lưng buộc bụng bắt đầu. Cho nên á, bác kêu gọi là tất cả những cái chi phí trong gia đình này á, chúng ta đều phải giảm đi một nửa để dồn cái tiền đó mà mình trả nợ cho ngân hàng các con ơi. Sao giảm gì nhiều dữ vậy hả ba? Giảm đi một nửa thì làm sao mà sống được ba? Cố gắng là phải sống được thôi. Như vậy mới gọi là thắt lưng buộc bụng chứ con. Lần này mình bị đuổi thiệt rồi chị ơi. Dù có thắt lưng buộc bụng cũng đâu có cần phải giảm đi nhiều thứ như vậy đâu ba. Phải giảm con à. Người ta nói là tích tiểu thành đại, kiến tha lâu đầy tổ. Như vậy mình mới thực hiện được cái thắt lưng buộc bụng. Trong nhà này con thấy không có giảm được cái gì hết á. Ôi con nhìn thế chứ không phải như thế. Bởi vì sao con để đi. Đây bà nói thí dụ về mặt thức ăn đi. Mỗi lần mà bàn mà dọn lên một cái hả, nó đầy hết. Nào là xương nè, nào là thịt bò nè, thịt heo nướng nè. Đó, ăn mấy cái đó cho nên con lắm chi nên mới bị bón. Không, chuyện đó là chuyện dĩ vãng rồi, nhắc hoài à. Phải rồi. Phải cái gì? Đó là những cái không cần thiết mình có giảm xuống được, hiểu chưa? Đây, thí dụ nhà này có bao nhiêu cái tivi? Đó, mở coi suốt. Rồi mấy vi tính nữa, mấy đứa xài xong có tắt đâu. Rất là hoang phí con à. Cho nên mình phải tiết kiệm và tiết kiệm. Nhưng mà mấy cái đó đâu có tiết kiệm được bao nhiêu đâu ông. Con đừng có cãi ông. Con là cái thằng hoang phí nhất đó. Chị ơi, ông sắp đuổi mình rồi. Từ đây trở đi, tất cả những cái thứ gì trong gia đình này mình phải giảm đi một nửa hết. Con thấy làm vậy không có được mà. Không được cũng phải được. Khi đã đặt quyết tâm thì chúng ta sẽ thực hiện được thôi. Hiểu chưa? Tâm ý. Dạ. Cho nên á, con là cái người mà sẽ giảm chi phí giùm cho ông. Tất cả những chi xài trong gia đình này con phải giảm đi một nửa. Hiểu không? Những cái gì mà con thấy cần giảm thì con phải ghi ra và sau đó báo lại cho ông. Dạ. Được không? Dạ được ông. Ừ. Lương con nhiều? Dạ, lương của con 4 triệu. Nhưng mà tháng rồi cô cho con 4 triệu rưỡi. Nhưng mà nếu như mà ông muốn thì ông có thể cắt lương của con cũng được. Quan hô tinh thần của con. À, nhưng mà không sao. Mình cứ giảm tất cả những cái chi phí kia trước đi. Còn cái chuyện giảm lương của con á, nhà này sẽ cân nhắc sau. Đỗ Tú Tài, mày đúng là cái thằng trời đánh. Con bé đó phải làm quần quật cả ngày để kiếm kế sinh nhai, mà mày còn muốn giảm lương cho nó. Mày có còn lương tâm không hả? Dạ, con sẽ cố gắng hết sức. Ờ, quan hô tinh thần của con. Ba ơi, ba coi lại đi ba, chứ giảm phần nửa rồi khó lắm ba ơi. Yên lặng thôi. Đây là mệnh lệnh phải chấp hành. Nhà mình đồng lòng thì sẽ vượt qua mọi khó khăn. Tại à, tất cả là tại mày. Mày đặt làm gương cái nỗi gì? Chỉ có nước làm gương xấu, gương đen thôi. Không muốn đâu. Cơm như đây rồi sao ăn? Rau không làm sao mà ăn. Dạ, đồ ăn tới ạ. Gì vậy? Cái gì vậy đó? Đúng hết. Dạ, con làm theo lời ông nói tối qua. Giảm hết thức ăn ở mức có thể. Tạm thời thì mình chỉ nấu những thức ăn có sẵn và không có đi chợ để giảm kinh phí à. Con giỏi lắm. Giỏi cái gì hả? Giỏi hả ba? Bao nhiêu đây đồ ăn làm sao mà ăn được? Không có thịt mà sao mà ăn? Không biết đâu đem thịt ra đây. Riêng thịt của em thì có. Ủa? Của em có hả chị dễ thương? Vậy thì cũng còn được. Các bạn của em nè. Mẹ ăn nữa. Cui. Đồ ăn chắc.
Đích! Không nghe ông nói hả? Thắt lưng buộc bụng, ráng mà ăn đi. Con ăn thôi, ba ăn. Ba ơi, lấy xe cho con đi học, con bị trễ rồi. Đi bộ đi cháu gái. Dạ, con chào ông. Chân cẳng mình lành lặn mà, hiểu không? Chịu khó đi. Chứ bây giờ là mà lấy xe đó, mà bây giờ chở con lên trường xong rồi vòng lại công ty nó tốn xăng lắm con. Chịu khó đi bộ hả con ha? Ông ngoại đó không cho ăn thịt xuồng rồi, bây giờ còn bắt đi bộ nữa. Ông ngoại đúng là phù thủy mà. Trời, 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 cái con cám này. Em đi học nha chị. Ừ, học tốt nha. Dạ, nó chào ông em đi học. Ừ. Dạ thứ ba con đi. Ờ. Này, ê, 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 ê. Thấy ba bận sao con? Ủa, ba? Bộ nay cống công ty mình hư, ba lên ba sửa luôn hả? Bóp cổ con bây giờ. Cống cứng cái gì? Sao ba mặc đồ này? Bận cái này là tiết kiệm. Ủa sao rồi con bận cái này hả? Ủa chứ mặn gì, ba con là người có chức vụ công ty mà phải ăn mặc lịch sự vậy chứ. Thôi con bớt thôi hả? Dạ. Ủa vậy ba là cái gì? Hình như ba không phải là giám đốc. Ừ đúng rồi, ba là giám đốc mà. Vô thang. Nói cho con biết, con bận những cái bộ đồ như thế này thì nhà máy sẽ lo vấn đề giặt giũ cho mình. Mình đỡ phải tốn tiền điện, tiền nước ở nhà, hiểu không? Mà mặc cái này đi làm mất cỡ chết luôn. Không càm ràm nữa. Vô. Ba. Vậy ba, có cần phải tiết kiệm dữ vậy không? Càm ràm hoài à, thắt lưng buộc bụng, hiểu chưa? Ủa ông, hôm nay mặc đồ này hả? Con thấy sao? Dạ, con nhìn ông giống mấy người quản lý công xưởng á. Con đã nói rồi mà. Không có nói nữa. Mẹ lấy con đôi giày. Mẹ. Tâm Bi. Dạ. Đó đây ông biểu. Ông dặn những gì tiết kiệm được thì cố gắng tiết kiệm cho ông, hiểu chưa? Dạ, con biết rồi ông. Ừ. Còn thằng kia. Đi ba, con đã xong rồi. Nói sao bây giờ? Ờ, có thể bỏ cái nón ra không? Không ba, đậu vậy đi lên công ty người ta đừng thấy mình thấy mắc cỡ lắm. Cũng biết mắc cỡ nữa à? Biết chứ, bà không biết thôi chứ còn biết chứ. Thôi giờ vậy. Ờ, bỏ cái nón ra đi con. Người ta sẽ hiểu lầm. Hiểu lầm con là phái nữ đấy. Thôi kệ đi, thà vậy đỡ mất mặt. Thôi đi, đi làm với ba. Nè. Hả? Anh mặc bộ đồ này hả mà lên công ty người ta biết anh là phó giám đốc, em chết liền luôn á. Ba thấy chưa? Ồ, cái gì thì con ba là cái gì? Ba không phải là giám đốc à? Con không biết đâu. Nè, hôm nay anh đi làm một mình đi nha. Đừng có đi chung với em nữa. Ê, lớp trưởng gửi tài liệu ôn thi kìa, đi anh liền đi. Tôi có cái nào học bài đâu, thôi khỏi đi. Không học bài sao đậu không trời. Ê, đi anh liền đi. Có nhà bốn không? Cho tôi xin trăm tờ đi. Trong tủ. Hay ta, nói cái có liền luôn ta. Ồ, có luôn nè. Dừng lại. Không được đâu. Chào chị. Sao vậy chị? Cậu không có anh ở đây được đâu. Chị phải cho em biết lý do chứ. Tại vì in 100 tờ thì nhiều quá, còn tốn tiền mực, tiền điện nữa, không có được đâu. Cái đó thì có đáng bao nhiêu? Nhà mình đang trong thời kỳ thắt lưng buộc bụng nên in 100 tờ là không có được. Với lại lỡ ông biết được thì sao hả? Xin lỗi cậu nhiều nha. Của ai nhà nấy in nha. Làm sao ông biết được? Không sao đâu. Không có được đâu, cẩn thận vẫn hơn mà. Giấy này á, người ngoài cũng không có sử dụng được đâu. Cậu muốn xài nhiêu thì nói tôi đưa cho cậu nha. Nhà ông mới bán cho chị hả? Là sao? Tôi tưởng chị chủ nhà không đó. À không phải, là do ông của tôi á. Trời ơi cái gì kỳ vậy. Ê, điện thoại tôi hết pin rồi, mấy cho mượn dây sạc được không? Ở đó đó. Ý, không có được đâu, của ai nấy xài nha. Rồi, của ai nấy xài đi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Ê, tự nhiên thấy đói bụng quá. Hay là tụi mình gọi pizza đi ha.
Cũng được á. Sẵn tiện tụi mình gọi thêm khoai tây và mì nữa. Ok. Không được. Dừng lại. Trả điện thoại lại cho em. Em không có được gọi đâu. Thời kỳ thắt lưng buộc bụng cho nên chỉ được ăn cơm nhà thôi. Gì kỳ vậy? Không cho ăn sườn rồi bây giờ không biết cho gọi pizza nữa. Cơm nhà thế mà gây cho heo, heo nó còn chê á. Nhưng mà đó là lệnh của ông mà. Cho nên em không có được gọi pizza đâu. Nè, mấy đứa ăn đỡ cái này đi. Chị mới chiên ngon lắm á. Nếu như em không thích ăn thì sao? Nè, ăn thử đi, ngon lắm á. Đi làm cái gì vậy? Chị nói thiệt đó. Sao? Chị kỳ cục quá à. Đồ dạy heo nó mới ăn. Dạ thưa ông, con xin báo cáo. Ừ. Đầu tiên là Quang muốn in 100 tờ giấy, nhưng con nhất quyết không cho, nên tiết kiệm được 20.000. Giỏi. Sau đó, Lâm Chi gọi pizza nhưng con cũng không cho, nên đã làm chuối chiên cho nó và tiết kiệm được 300.000. Quá giỏi luôn. Dạ, còn nữa không? Tôi xin giao táo. Sau đó, con đã trả lại số táo mà nhà mình đặt hàng tháng, vì táo tháng trước mua vẫn còn nhiều và còn ăn được. Con giỏi lắm. Những trái táo sắp bị thối, con đã gọt đi phần hư rồi cắt sẵn bỏ vào tủ lạnh. Nếu không làm vậy thì táo sẽ bị hư hết. Kết quả là tiết kiệm được 1.200.000. Thông minh quá. Cuối cùng, để tiết kiệm nước, con đã bỏ đá vào bồn cầu. Con nói là bỏ đá để tiết kiệm nước hả? Dạ đúng rồi ông. Tuy là không có tiết kiệm được bao nhiêu, nhưng mà mỗi tháng tiết kiệm gần được 100.000 đó ông. Trời ơi trời, vậy mà con cũng nghĩ ra. Sao con giỏi quá vậy? Tiết kiệm gì là hay đó, cứ thế mà phát huy nha. Dạ. Tài ơi là tài. Chỉ vì cái sự kiện tốn gần 200 triệu cho người phụ nữ của mày mà khiến người trong nhà phải chịu cực khổ. Không được in giấy, ăn tao thôi, bồn cầu thì đầy đá. Sao vậy? Đúng là cái thằng không có lương tâm mà. Con sẽ tìm thêm cách để tiết kiệm. Ừ, giỏi. Ừ, người ta nói là tiết kiệm là quốc sách mà con. Dạ, ha. Con hiểu rồi. À, vậy thôi nha, tôi chuẩn bị đi á. Nói thiệt chứ, bây giờ cứ phập phồng á, tôi tới mà tôi thưởng thức được cái món bà nấu á, trong lòng nó cứ nôn nao sao á. Thiệt. Thôi cúp máy nghe. Vô đi. Ông ơi, con báo cáo những việc hôm nay được không ông? Được con, vô đây. Dạ. Dạ, bắt đầu từ tối qua. Tại sao lại cúp điện? Dạ, bây giờ là 8 giờ tối. Theo lời ông thì con sẽ tắt hết đèn điện trong nhà từ lúc 8 giờ để tiết kiệm điện. Mọi người nhớ đi ngủ sớm nha. Chúc mọi người ngủ ngon. Không chịu đâu, không chịu. Con muốn cúp điện con. Trời ơi, nó nói là nó làm liền à. Thôi đi ngủ đi con. Đi. Nếu tiết kiệm như vậy, mỗi tháng chúng ta sẽ tiết kiệm được 500.000 tiền điện. Còn nữa, con còn bỏ muối vào nước do gạo để giặt đồ thay thế cho thuốc tẩy. Như vậy, mỗi tháng con có thể tiết kiệm được 50.000. Có lý lắm. Từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối, con sẽ tắt toàn bộ máy lạnh trong nhà và mọi người chỉ được bật khi đi ngủ. Nếu thấy nóng, chị em con sẽ dùng quạt nên không sao cả. Giỏi. Nhưng mà con xin lỗi ông, hôm nay con chỉ nghĩ được bao nhiêu đó cách tiết kiệm mà. Nếu như mà ông thấy không được á, thì ông có thể trừ tiền lương của con cũng được. Không phải trừ cái chuyện đó. Con không cần phải bận tâm, giữ nguyên như vậy không có sao hết, nghe chưa? Dạ, con cảm ơn ông. Sao ông ăn thấy có vừa miệng không? Rất vừa miệng. Phải nói là nếu mà có đi nhà hàng 5 sao á, cũng không ngon bằng cái này. Ôi trời, ông làm tôi ngại thiệt đó. Cảm ơn ông. Ông uống nước đi. Thật sự tôi rất muốn cảm ơn bà. Cảm ơn tôi? Ôi trời, vì chuyện gì? Thì bữa cơm hôm nay tôi muốn có một cái quà tặng để mà tỏ cái lòng. Không không, có gì đâu mà cảm ơn chứ. Đây chỉ là bữa cơm bình thường thôi mà. Bữa cơm gia đình mà. Chương trình 7 ngày vàng săn giá vàng sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay. Chiếc váy cao cấp này sẽ là sản phẩm mở đầu. Một thiết kế trang nhã nhưng không kém phần sang trọng, dành cho những ai yêu thích phong cách dịu dàng, thùy mị. Đẹp quá.
hãy gọi ngay cho chúng tôi để nhận mức giá ít nhất cũng phải đến 5 triệu lần đó. Và hoàn toàn miễn phí. Bà thích cái đầm này hả? Hãy gọi ngay cho chúng tôi. Vậy là tôi có cơ hội để mà cảm ơn bà rồi. Không, không, không. Ông làm gì vậy? Nè, nè, đừng có làm như vậy mà. Thật sự là ông à, ông đừng có làm mà. Có bao nhiêu đâu. Đắt tiền lắm đó. À, ờ, chào bạn. Tôi muốn mua cái đầm mà bạn đang giới thiệu ở trên TV đó. Không, không, không cần phải làm như vậy đâu. Bạn chờ chút xíu nha. Ông à, đây chỉ là cái đầm thôi. Tôi mặc chỉ vài lần rồi bỏ thôi mà. Hơn nữa cái đầm này đắt tiền lắm đó. Có sao đâu, một cái đầm thì có là bao nhiêu. Nhưng mà nó đến 5 triệu lần mà ông. Chẳng lẽ Đỗ Tú Tài này không thể mua cho nàng thơ của mình một cái đầm hay sao? Nhưng mà sao? Tôi ngại thiệt đó. Ngại là sợ tốn tiền chứ gì? Phải đó. Ôi trời ơi, tôi đã cho cả nàng thơ, cả con tim của tôi, thì cái đầm có đáng giá là bao nhiêu? Tính cách của Đỗ Tú Tài là như vậy. Bây giờ thì mình mua xong thì mình thanh toán như thế nào bạn? Ngay thuốc tẩy mày cũng bắt con bé tâm ý tự tạo ra. Vậy mà giờ mua một cái đầm sến súa đắt tiền như vậy, mày có còn là con người không hả? Đúng là cái đồ dại gái mà.